Mời quý vị và các bạn đến với mục thông tin sức khỏe của Đài Phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có chủ đề: Bệnh viêm ruột thừa. Thưa quý vị và các bạn, viêm ruột thừa là một bệnh khá phổ biến, có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thậm chí ở trẻ 3 đến 4 tuổi. Nếu được phát hiện kịp thời, phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa là một can thiệp khá đơn giản, bệnh nhân có thể hồi phục nhanh chóng. Tuy nhiên, nếu để chậm trễ, ruột thừa bị vỡ hay bị áp xe ruột thừa có thể gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng tới tính mạng. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình để có thêm nhiều thông tin hữu ích về căn bệnh này. Viêm ruột thừa là gì? Trang Sức Khỏe Đời Sống cho biết, ruột thừa là một đoạn ruột nhỏ dài bằng ngón tay ở trong góc phần tư phía dưới bên phải của ổ bụng. Mục đích của ruột thừa đến nay vẫn chưa được xác định rõ ràng. Viêm ruột thừa là tình trạng viêm mang tính chất, cấp tính hoặc mạng tính của ruột thừa trong cơ thể. Bệnh viêm ruột thừa thường xảy ra ở nhiều độ tuổi, từ 10 tới 30 tuổi, thậm chí bệnh còn xảy ra với các bé từ 3 đến 4 tuổi. Đây là bệnh không lây lan, không bị theo di truyền, bệnh viêm ruột thừa khá nghiêm trọng do có thể gây ra tình trạng viêm nội tạng cơ thể dẫn tới tử vong nhanh chóng. Biểu hiện của viêm ruột thừa được trang sức khỏe đời sống đưa ra như sau. Điển hình của viêm ruột thừa là đau vùng bụng dưới bên phải. Chứng đau của viêm ruột thừa thường bắt đầu vùng quanh rốn trước. Sau đó là đau khu hố chậu phải, do bệnh viêm ruột thừa có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, thậm chí cả trẻ từ 3 tới 4 tuổi. Vì trẻ còn nhỏ nên khi kể bệnh, trẻ không miêu tả rõ vị trí đau, thậm chí sờ bụng chỗ nào trẻ cũng kêu đau nên các bậc cha mẹ rất dễ nhầm lẫn với các bệnh lý đau bụng khác. Tuy nhiên, điều cần chú ý khi trẻ bị viêm ruột thừa thường có triệu chứng môi khô, rêu lưỡi trắng, nhợt, hơi thở hôi, biểu hiện của tình trạng nhiễm trùng. Trẻ sốt nhẹ khoảng 38 tới 38,5 độ C cũng có khi trẻ không sốt, chỉ khi đoạn ruột thừa viêm bị vỡ mới sốt cao, trẻ xuất hiện tình trạng mệt mỏi, chán ăn, bụng trướng do ruột bị kích thích, kèm theo buồn nôn và nôn, đại tiện lỏng. Trên trang thông tin sức khỏe, nguyên nhân bệnh viêm ruột thừa là do có sự tắc nghẽn toàn phần hoặc một phần tại ruột thừa, dẫn tới tình trạng viêm nhiễm tại đây. Các nguyên nhân dẫn tới tắc nghẽn bao gồm tích tụ phân ở đại tràng nang bạch huyết, mở rộng, run, khối u. Và khi tình trạng tắc nghẽn xảy ra thì đó là cơ hội để các vi khuẩn tăng lên ở nội tạng của bệnh nhân và dẫn tới viêm nhiễm nội tạng. Nếu quá trình này xảy ra lâu mà không được điều trị kịp thời, có thể gây nhiễm khuẩn nặng và điều trị rất khó khăn. Biến chứng nguy hiểm của viêm ruột thừa được trang sức khỏe đời sống liệt kê như sau. Trường hợp viêm ruột thừa cấp nên cho trẻ đi khám sớm, mổ trước 6 giờ khi chưa có biến chứng. Mổ xong trẻ có thể hồi phục rất nhanh, nhưng cũng có những trường hợp trẻ đau bụng do viêm ruột thừa, gia đình lại tự động điều trị cho uống kháng sinh và thuốc giảm đau, bệnh không khỏi mới đưa trẻ đến bệnh viện, ruột thừa đã bị hoại tử, vỡ ra, vi khuẩn tăng sinh làm mổ lan tràn ổ bụng gọi là viêm phúc mạc gây tắc ruột, gây nhiễm trùng máu, suy đa cơ quan trong cơ thể, nguy hiểm đến tính mạng. Do đó khi chưa xác định được nguyên nhân gây đau bụng, các bậc cha mẹ nên đưa trẻ đi khám càng sớm càng tốt. Trang sức khỏe đời sống cũng cho biết, điều trị viêm ruột thừa gồm các phương pháp như phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa là một trong những phương pháp điều trị chính của bệnh viêm ruột thừa. Gần đây phương pháp phẫu thuật nội soi ổ bụng đã được ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị bệnh viêm ruột thừa với ưu điểm là quan sát được toàn bộ ổ bụng, giảm đau sau mổ, thời gian hồi phục sớm. Nếu ruột thừa viêm không bị vỡ tại thời điểm phẫu thuật, bệnh nhân thường được xuất viện trong vòng từ 1 tới 2 ngày. Nếu ruột thừa bị vỡ, thời gian nằm ở bệnh viện có thể từ 4 tới 7 ngày, tùy vào mức độ của bệnh và thể lực của trẻ. Nếu là viêm ruột thừa cấp, mới chấm viêm, viêm ruột thừa chưa vỡ thì khả năng biến chứng sau mổ rất thấp, nhưng đối với các trường hợp viêm phúc mạc ruột thừa thì nguy cơ biến chứng tắc ruột sau mổ là rất cao. Để phòng ngừa viêm ruột thừa cấp, trang sức khỏe đời sống cũng đưa ra lưu ý, thêm chất xơ vào chế độ ăn uống như trái cây, rau, điều này cho phép ngăn chặn chất nhầy và các chất độc khác tích tụ trong ruột một trong những biện pháp khắc phục hiệu quả là ăn đậu xanh hàng ngày và ba lần trong một ngày nó giúp làm sạch đường ruột một cách hiệu quả tỏi giúp ngăn ngừa viêm sưng ruột thừa có thể ăn củ cải và dưa chuột uống các loại nước ép uống nhiều nước sẽ giúp đường ruột hoạt động tốt Quý vị và các bạn thân mến, rối loạn tiêu hóa và những mẹo giúp trị rối loạn tiêu hóa ngày Tết sẽ là chủ đề chính trong chương trình ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Một thông tin sức khỏe ngày hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.